Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục với chủ đề về coin, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kèo về cái app đào cái đồng mà Bondic. Thì đây là một cái dự án web 3.0 được bắt đầu khởi chạy từ năm 2021, thì đến đây thì đến năm nay thì cũng là gần một năm rồi. Thì dự án này có cái gì hot thì chúng ta cùng xem qua clip này nhé. Đây là sách trắng của cái dự án này. Sách trắng của dự án này thì khá là chi tiết, khi mà các cái thành viên của core team được liệt kê rõ ràng. Đấy. Và cái đồng Bondic này thì nó chạy trên mạng Solana các bạn nhé. Mạng Solana. Đây là cái ví, đây là hình ảnh của cái ví. Những cái hình ảnh là mình lấy từ sách trắng của dự án. Vào năm ngoái thì tạp chí Forbes cũng có đề cập đến Bondic trong cái bài viết về web 3.0 nhưng là thế giới tiền điện tử. Đó, được tạp chí uy tín Forbes xướng tên, cũng là một cái khá là thành công của dự án rồi. Khởi chạy từ năm ngoái và được Forbes đưa tin luôn. Thì không biết là dự án thì có chi tiền ra để chạy bài viết đấy không thì mình không rõ, nhưng mà có tên dự án trong bài viết của Forbes thì cũng có tiếng đấy. Ok. Và đây chính là cái giao diện của cái app đào trên điện thoại Bondic Origin. Đó. Tốc độ đào thì tương đối thấp là 0.1. À không, cái này thì bình thường, không phải là thấp. So với dự án P Network thì bây giờ tốc độ này thì vẫn là mức gọi là tạm được. Đó. Thì bạn có nhiều cách để có thể tăng được cái tốc độ đào boot rate nó lên, là các bạn mời thêm được nhiều thành viên khác để đào qua mã mời của mình, hoặc là bạn upload cái hồ sơ cá nhân của bạn lên trên trang web thì nó sẽ tăng tốc độ đào của bạn. Thì cái dự án này thì nó lại liên quan nhiều đến mảng nhân sự. Đấy, nó khá nhiều cái thông tin về nhân sự như trên này, nó có liên kết cả với lying các thứ đấy. Thì mình cũng chưa rõ cái cơ chế hoạt động của nó như thế nào, nhưng mà về cơ bản thì thấy dự án này nó liên quan nhiều đến mảng nhân sự nhiều hơn. Đây cái thông báo là các bạn có thể tăng được cái tốc độ đào của các bạn mà bằng cách mời thêm bạn bè tham gia cùng. Mỗi một dép mời được thì các bạn sẽ được tăng 0.02 cái đồng BNDX trên giờ. Đồng Bondic thì nếu mà các bạn ủng hộ thì có thể nhập cái mã mời 4MIZZ này của mình để ủng hộ mình. Đó, khi mà các bạn tạo app đào, sau đó bổ sung các cái thông tin cá nhân của mình ở trên cái app đấy thì nó sẽ có những cái trường hiện ra như thế này. Cái dự án này hiện tại nó cho KIC và chờ để list. Đó. Thì mình đánh giá cái dự án này khá là tiềm năng, nên là thực ra thì đấy cũng giống như dự án P Network, nó cũng không mất gì của các bạn ngoại trừ mỗi ngày bỏ ra một vài giây tích vào nút đào. Gần như các cái thế hệ coin thứ ba này thì đều được khai thác bằng cách như vậy, thì tiết kiệm được chi phí cho người tham gia rất nhiều, và bằng cách đấy thì mới có thể lan tỏa được các cái dự án này đến với nhiều người hơn. Khác với lại các cơ chế đào Bitcoin hoặc là Ethereum của thế hệ coin phía trước, thì cách làm này thì mình thấy khá hay và mang lại cơ hội cho nhiều người hơn có thể tiếp cận đến thị trường tiền ảo. Mình nghĩ đó là xu thế của tương lai rồi, nên là mình ủng hộ cách làm này. Quan điểm của các bạn như thế nào về dự án thì các bạn có thể để lại dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Cảm ơn các bạn.